đang to, rất là to luôn nha mọi người. À, đây mọi người, thì Hải đi tối nay đi xuống thăm lại tìm lại câu để thăm để. Hôm nay trời sóng rất là to luôn mọi người, với gió nữa. Đây thì cũng tầm đâu là 5 giờ chiều rồi mọi người. Thì đây thì Hải sẽ chờ nước nó cạn đi rồi ra đánh câu ngay đây nha. Mà trời thì vẫn còn sóng to quá, với gió nữa. Không biết có giăng được hay không. Một là giăng không đem được, đến ngày mai giăng. Tại hai bữa nữa là đâu rồi sóng to, gió lớn lắm mọi người. Tầm này cũng giờ chiều đó mọi người.
đây là để thăm coi cái nhà đây coi thiệt hại dân ngoài biển đó, thì lúc tối thì là 9 giờ đêm thì sáng nay thì đi ra chỉ là thăm phao thôi, là khoảng đến chiều tối lúc cạn rồi hãy sẽ đi ra đó thăm câu và kiểm tra câu với con cá không nha, để cho mọi người xem. Đây thì buổi sáng luôn mọi người, để cho mọi người xem câu hải nha. Đây, hôm nay thì sáng nay thì sóng rất là to luôn mọi người ơi, sóng rất là to luôn, khá là to. Thì ở dưới kia có cái phao đỏ dưới kia cho mọi người xem nè. Đó là cái phao đỏ này của hải nè mọi người, phao đỏ nè, dưới này một cái nữa là hai cái luôn. Rồi thì hôm nay nước sóng rất là to và gió lớn luôn rồi. Ở dưới kia thì một đường đúng không mọi người, hy vọng hôm nay một ngày sẽ gặp nhiều may mắn nha mọi người. Như cái phao này nha mọi người, cái phao đây mọi người, đây cái phao này với phao bên này hai cái là phao nó bị dính rác hay sao, hay phao nó dồn lại nhau mọi người, vì sợ là dính rác á, cái là nó kéo dùng câu lại. Thì tối hải có dằn hai bao cát mà sợ nó nhẹ quá rồi nó kéo câu lại dùng nhau, dùng lại với nhau mọi người. Nếu mà kéo câu kiểu này thì dính rác kiểu này thì không có cá đâu mọi người. Vậy thì hy vọng hôm nay là hãy săn cá để gặp được may mắn, để kiếm được có cá nha. Mình như kia một dàn câu thì hy vọng là nó không có bị nhồi câu. Cũng mới tầm đây cũng là 6 giờ hơn rồi mọi người. Vậy mặt trời đã mọc lên rồi, trời đã mọc rất là đẹp luôn, mình rất là đẹp luôn mọi người. Đây thì hãy ra đây để thăm phao phao câu thôi mọi người, chưa có thăm được tại vì hiện tại nước đang lớn á. Hiện tại với hải dân câu cái chỗ bãi biển này thì lại không có dân tắm, không có du khách tắm biển ở đây nha. Thì hải dân vào nước cạn, bây giờ nước lớn lên thì không ai dám ra tắm hết mọi người. Tối hôm qua thì hải đi có dân hai đường câu ở đây mọi người. Hôm nay tối lại là chiều hôm nay lại và tối nay thì đi ra lại thì mất câu rồi mọi người. Hải tìm từ lúc chiều tối đâu từ 6 giờ đến 7 giờ gì đó đi ra đây để thao để kiếm lại câu, mà tìm đến tối đến 9 giờ mấy giờ nước cạn rồi mà không thấy câu đâu mọi người. Sáng ngày hôm qua thì có dân đây hai đường câu. Nhân đây rồi lúc sáng hải ra đi thăm câu thì vẫn còn có phao câu vẫn còn ở đó, đến là chiều lại tới nay là thì không có, cạn lại thì không thấy câu đâu mọi người, bị mất câu luôn rồi, rất tiếc luôn. Đây hải đi thì được có được một mấy cục nang để cùng về ăn với buổi trưa cùng sóng nang cùng với gia đình đó mọi người. Đây là cho mọi người xem mấy mực hải lượm ở đây ngoài bè biển nha, cục nang to rất là to luôn nha mọi người. Đây mọi người thì hải đi tối nay đi xuống thăm lại tìm lại câu để thăm câu thì lại không có, thì có tìm được mấy con mực đang rất to mọi người, tìm đảo mọi người, rất to, hai con mới được hai con nhỏ đó mọi người. Đây sẽ đem hải đem về để làm món xào mực chua ngọt nha, ăn cơm trưa cùng với gia đình thì rất là buồn luôn. Dân hai đường câu ở đây thì câu hải mua phải về từ làm mọi người, giờ đi ra dân đây thì không biết nước cạn, không biết ai là trước hải rồi thì họ đã lấy câu luôn rồi mọi người, có cá hay không giờ cũng bắt đi thay người mọi người. Bây giờ thì hãy đem một số mực đem về, là sáng mai thì chơi biết ăn nhé. Nay thì hải đã làm mới mực đi lượm lúc ngoài bãi biển đó mọi người, thì là thăm câu thì lại bị ta mất câu rồi, thì lượm được mấy con mực nang, cái mực này nó to nha mà vẫn còn tươi.
Đây giờ sẽ làm xong rồi, bây giờ sẽ luộc đấy mọi người, luộc khử cái mùi. Nó có một con hai con có mùi á, mình khử mùi đi xong rồi để mai xào ăn nha mọi người. Giờ này cũng khuya rồi, giờ này cũng 10 giờ rồi mọi người. Rồi bây giờ thì đem vô hấp nha mọi người. Giờ luộc chứ. Cái này luộc phải đập thêm miếng củ gừng vô đó cho nó khử mùi. Sáng hôm nay lại đi ra kiểm tra lại thì xem có còn không. Thì hồi tối á, thì Hải có ra câu, mà bị ta lấy câu rồi mọi người, mất câu rồi. Giờ thì sáng nay ra lại xem thử cái còn có pha còn có câu nữa không. Giờ thấy buồn quá mọi người, giăng ở đây thì bị ta lấy. Hồi tối giăng đây thì lượm được hai con mực, bốn con mực mọi người. Thì sẽ ăn cơm sập ăn cơm trưa hôm nay cùng với gia đình với mới bực đó nha mọi người, một mang một bữa với con tay nè. Giờ thì ra lại xem thấy buồn mọi người, mất thì lên tháng đầu tiên luôn, và ngày tiên Hải làm thử đây về đó bị ta lấy rồi. Rồi Hải mời mọi người ăn nha, tại hôm nay là mực. Đây là món mực hồi tối đi đi thăm câu mọi người. Mà mất câu giờ có một mấy con mực mình ăn buổi trưa nha. Mực rất giòn không? Đi giăng hai đường câu. Hôm tối lại đi ra thăm thì mất mọi người. Bị người ta lấy. Còn tôi đi tìm câu mà không có, mà thấy cũng phát hiện cái mấy mực này là mực nang to mọi người, nó bị chết, nó trôi vô bờ. Nó còn tươi nha mọi người. Em về ăn luôn. Em về xào chua ngọt. Chua ngọt đó, như chua ngọt với cay, ớt lắm. Mực mà để ngoài biển mà nó chết á, là nó trôi vô bờ, mấy mực đó nó dai lắm người. Giòn 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 nó dai. Nó không còn ngọt nữa nhưng mà nó còn dai á. Vì nó ngấm nước biển. Nó phải ngấm nước ngọt, nước biển thì nó sẽ mực á, sẽ giòn, ngon lắm. Sau tối Hải đem về là phải khử đi mọi người, khử mực, mình phải luộc sơ qua, bỏ miếng gừng vô, phải khử mùi vẫn thôi, nhưng mà mình khử mùi xong mình bỏ tủ đông cho nó khử mùi luôn. Cái đem ra mình xào ăn bình thường. Nhiều nó không được ngọt, mực nó vẫn không còn tươi nhiều lắm nhưng mà nó không được ngọt, nhưng mà mực nó dai nó giòn. Rất ngon. Thôi tối mấy mực này nó hãy lột dai hết. Rất ngon, giòn. Mấy ngày nay trời thì rất là gió luôn, gió với sóng to, sóng quá to. Dân câu đầu tháng 3 âm lịch, đầu tiên luôn mọi người, dân bị thất bại quá à. Hay là con mực lượm được mực ăn.
Đợt này đó Hải bị mất câu. Để hết con nước này mọi người, hết qua con nước này bắt đầu nước sẽ cạn về buổi chiều là Hải sẽ bắt đầu đi đi giăng câu rồi săn mấy cá đuối. Sẽ có cá cho mọi người xem nha, cá to to, cá đuối thì to lắm mọi người. Con thì 7-8 kg. Con mười mấy ký thì Hải chưa có gặp bao giờ hết. Đi con là 7-8 kg thì gặp rồi. Nếu mà con mười mấy ký là nó to lắm rồi. Nó to hơn cái mâm. Một cái ăn nó giòn cái. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hải. Video Hải cũng khá dài nè mọi người. Thì hôm nay Hải mời cả nhà ăn mực lươn ngoài biển. Đây mực nang. Thì cả hết tối thì đi lặn câu mà không bị ta mất câu, bị ta lấy câu mọi người. Giờ thì hên là kiếm được mấy con mực này. Mực này mình vô tình thôi. Mình chủ yếu là không phải là đi lượm mực, mà chỉ để đi ra để nhìn câu, để xem câu, để lần câu thôi. Ai về lần tìm hoài tìm không thấy câu đó, cứ vô tình thấy dòi xuống mặt nước á, thấy mực nó trôi vô bờ, thấy là lượm luôn, lượm được mấy con xíu à, đi khoảng đâu được có mấy bước là thấy mực rồi. Cái không có, bây giờ lấy một mớ mực để về ăn rồi mời cùng gia đình ăn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video Hải nha, mọi người nhớ đăng ký ủng hộ để có những video mới tiếp theo cho mọi người xem. Chào mọi người nha, bye bye.